trong suy nghĩ mỗi người dân Việt Nam chúng ta, đến bệnh viện là nỗi sợ hãi vô bờ bến, nhất là ở những bệnh viện đầu ngành tuyến cuối. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không còn cảm giác đó nữa. Hãy tin tưởng chúng tôi và hãy nói với người nhà của bạn về những điều biết về chúng tôi. Khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Việt Đức là trung tâm cấp cứu hàng đầu về ngoại khoa của cả nước. Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận và phân loại cấp cứu, hồi sức người bệnh nặng, theo dõi điều trị cấp cứu. Vậy đối tượng người bệnh như thế nào thì đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức? Chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, v.v. Các trường hợp bệnh lý cấp cứu, viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, thủng tạng, v.v. Những hướng dẫn và dịch vụ chăm sóc khi bắt đầu đến cấp cứu. Một, được đón tiếp ngay tại sảnh cấp cứu, từ dốc cấp cứu đi vào số 16 Phủ Doãn. 2. Được bác sĩ điều dưỡng khám và phân loại ngay tại sảnh cấp cứu, sơ cứu cơ bản, băng bó vết thương, chẩn đoán sơ bộ. 3. Được ghi thông tin hành chính tại bàn tiếp đón cấp cứu. 4. Được hướng dẫn thủ tục viện phí tại quầy thu tiền khu cấp cứu, phía bên phải bàn tiếp đón cấp cứu. Chú ý, nếu người bệnh có giấy chuyển đúng tuyến và có đầy đủ thẻ chứng minh thư nhân dân thì xuất trình ngay tại lúc này. 5. Được nhân viên y tế chuyển đến phòng phù hợp hoặc đi làm các cận lâm sàng. Những hướng dẫn và dịch vụ chăm sóc trong thời gian nằm theo dõi điều trị tại khoa cấp cứu. Đối với người bệnh, 1. Người bệnh được nằm điều trị theo dõi tại các phòng. Hồi sức cấp cứu 1 tại phòng 103. Hồi sức cấp cứu 2 tại phòng 105. Phòng theo dõi và hồi sức phòng 102 tùy theo tình trạng người bệnh. 2. Người bệnh tiếp tục được sơ cứu cấp cứu theo tình trạng bệnh. 3. Người bệnh được lấy máu làm xét nghiệm tại giường, được nhân viên y tế đưa đi chiếu chụp tại khu cấp cứu. Người nhà người bệnh không phải chờ để lấy kết quả. 4. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ăn uống mà ăn hoặc nhịn theo hướng dẫn của thầy thuốc. 5. Người bệnh được bác sĩ điều dưỡng thường xuyên thăm khám để làm rõ chẩn đoán trong vòng 24 giờ. Các trường hợp khó có thể phải nằm lưu qua ngày. 6. Người bệnh được theo dõi và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Đối với người nhà người bệnh, 1. Trong thời gian người bệnh nằm tại phòng, chỉ có một người nhà ở lại chăm sóc người bệnh, trừ trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của nhân viên y tế. 2. Không ăn uống tại phòng cấp cứu mà ăn tại nhà ăn của bệnh viện. 3. Vệ sinh cá nhân tại phòng vệ sinh 101B khu cấp cứu hoặc nhà vệ sinh công cộng khu khám bệnh tầng 1, tầng 2 nhà C2. 4. Khi cần ở lại chăm sóc dài ngày thì thuê nhà nghỉ trọ của bệnh viện dành cho người nhà. Nhà E phí dịch vụ 15.000 đồng một ngày, khi thuê mang theo phiếu thu tạm ứng viện phí. 5. Có bất kỳ thắc mắc liên hệ với nhân viên y tế tại bàn trực của phòng cấp cứu. Những hướng dẫn và dịch vụ chăm sóc khi kết thúc điều trị tại khoa cấp cứu. Sau khi kết thúc điều trị tại khoa cấp cứu, người bệnh có thể có các hướng sau. Đi mổ cấp cứu, vào các khoa khác trong bệnh viện, chuyển viện khác, chuyển khám chuyên khoa khác trong bệnh viện, đơn về nhà uống thuốc sau đó khám lại. Đối với người bệnh đi mổ hoặc vào viện, thực hiện thủ tục viện phí tại quầy thu tiền cấp cứu. Nếu có tham gia bảo hiểm y tế nhưng không có giấy chuyển hoặc giấy chuyển theo yêu cầu gia đình, thì sau khi người bệnh đã chuyển vào khoa ổn định hoặc phẫu thuật ổn định đang nằm hồi tỉnh, cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh thư nhân dân tại văn phòng khoa nơi người bệnh đang nằm để xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm y tế nếu có thể. Đối với người bệnh không đi mổ, vào viện mà chuyển viện hoặc ra viện, thực hiện thủ tục viện phí tại quầy thu tiền cấp cứu. Nếu có tham gia bảo hiểm y tế nhưng không
có giấy chuyển hoặc giấy chuyển theo yêu cầu gia đình thì cần khai báo ngay với điều dưỡng khoa cấp cứu để làm căn cứ cho bộ phận bảo hiểm xem xét việc chế độ bảo hiểm y tế nếu có thể. Người bệnh chuyển viện, ra viện nếu có nhu cầu vận chuyển bằng xe ô tô cứu thương của bệnh viện, xin liên hệ tại phòng điều hành xe số 155, tầng 1, nhà C5, điện thoại 0243 8253 531, số máy lẻ 456. Có bất cứ điều gì quý vị chưa hài lòng, hãy gọi cho chúng tôi số máy 0967 991616 hoặc 0243 8253 531, số máy lẻ 278 giờ hành chính. Phương châm của chúng tôi là người bệnh đến đón tiếp như nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình.